Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt chúng ta đây là con đường Nguyễn Tất Thành cũng như là đường Trịnh Minh Thế ngày xưa. Và chiều nay em đang trên đường đi làm về và sẵn đây chia sẻ anh chị những hình ảnh trên con đường Nguyễn Tất Thành đi qua tới bến Bạch Đằng, xem tình hình sau Tết như thế nào ha. Em vừa có việc ở trong cái khu xóm hẻm ở trên đường Nguyễn Tất Thành đây. Sẵn theo xuôi chiều chúng ta đi tới chỗ cầu Tân Thuận 2 nè. Bây giờ chắc phải đi bên hông cầu và mình vòng trở lại mới được. Chứ thôi là lòng vòng các con đường khác thì nó lại xa, kẹt xe nữa. Đường Nguyễn Tất Thành thì lúc nào cũng kẹt cứng xe cộ ha. Đây là hướng đi ra Tôn Thất Thuyết. Giờ này là giờ cao điểm khoảng 6 giờ rồi. Giờ này là khoảng 6 giờ chiều. Giờ này là giờ tan sở. Xe cộ rất là đông. Con đường Nguyễn Tất Thành cũng như là con đường Trịnh Minh Thế ngày xưa thì nói chung là con đường này đứng đầu bậc nhất ở quận 4 về vấn đề kẹt xe luôn. Ở đây mình vòng qua Tôn Thất Thuyết thì nó hơi xa ha. Vài xíu nữa còn phải ghé Lê Thánh Tôn cái nữa. Nên thật ra thôi sẵn đường này về luôn. Ở đây quẹo phải là đi ra khu chợ ven đường trên đường Tôn Thất Thuyết đó. Đây quẹo trái là ra khu cảng. Ở đây có cái đập ngăn nước nè. Đi ở dưới gầm cầu Tân Thuận 1 và Tân Thuận 2. Những cái đập ngăn nước ở các cửa ngõ sông Sài Gòn đó thì hầu như là đứng hình hết trơn. Đập ở Nhà Bè nè, đập ở cầu Tân Thuận nè, đập ở bến Phú Định nè, hầu như là đang không có người thi công nữa. Không biết vấn đề gì ha, không biết tại sao nữa. Thấy cũng hoàn thành cũng cỡ 90% rồi. Sài Gòn có rất là nhiều những công trình mà ngày nay đang im ru và rù. Đó, là thấy bên trong cào không có giơ tay lên được. Đây đường này trống đã ha. Nhưng mà hồi nữa ra Nguyễn Tất Thành đi rồi thấy mấy bữa mình đi trên tàu bus 2 tầng đó. Thì tàu đó đi tới chỗ cổng số 5, chỗ Nguyễn Tất Thành nè, chỗ ngay đường lên cái khu nhà hàng trên tàu đó. Thì tới đó là tàu quay lại tới sông Sài Gòn, tới cầu Sài Gòn à, tới Vinhome à. Chứ không chạy đến đây ha. Rồi tới đây thì cũng không có gì để ngắm. Cảng thì cũng đang giải tỏa, đang có một số cảng thì cũng không có còn hoạt động. Ở khu cảng này sau này sẽ thành giống như chỗ Ba Son đó, khu biệt thự, khu nhà ven sông được đó. Thường thì nhà ven sông mắc tiền lắm. Mà chắc có lẽ lâu, còn lâu lắm. Rồi ông ta vòng trở lại con đường Nguyễn Tất Thành này nè. Ở bên kia đường mà đi qua bên đây đường nãy giờ hết nhiêu phút? 5 phút, 4 phút. Trời ơi. Đường này chỉ vắng lúc mà ngày Tết Tây ha. Còn sau Tết Tây là bắt đầu trở lại bình thường. Chỉ có ngày 1 thôi, ngày 2 cũng còn đỡ, rồi ngày 3 đó là ngày 4 là kẹt cứng rồi. Giờ mà chạy nhanh là kẹt luôn á, luồng xe phía trước rồi, quá trời luôn. Con đường này được xem là một trong những con đường kẹt xe bậc nhất ở quận 4.
bên phải là khu cảng tối thui rồi, còn bên trái thì cũng có nhiều nhà người ta trả mặt bằng đó, trước rồi cho thuê sản xưởng rồi đó, rồi có các công ty lớn lớn, những ngôi nhà lớn lớn giờ người ta nghỉ hết trơn rồi, giờ còn lại những cửa hàng nhỏ nhỏ thôi. Hình như ngày trước những công ty mà có mặt bằng lớn lớn ở bên đường thì cũng liên quan tới cảng bên đây á, nên khi mà cảng bên đây chia tay á thì những công ty đó cũng dần dần trả lại mặt bằng luôn. Rồi nhìn phía trước đông dữ vậy. À, con đường này giờ cao điểm là coi như là những cái ngã ba là cái rào chắn là coi như là kéo thẳng luôn, con lương nối liền lại luôn, không có qua đường được luôn. Tới đây là đứng hình rồi, chạy đi từ từ ha, chạy nhanh lên kia là hết khối không. Ở đây cái vỉa hè nó lõm chõm, chạy xe cũng nguy hiểm nữa đó, đừng có đi bộ ổ gà không rồi. À, cái vỉa hè ở đây thì nó chỉ cao hơn mặt đường khoảng chừng tấc rưỡi. Ở khu Phú Mỹ Hưng đường chỉ cần nứt nẻ hay sụt lún gì chút xíu rồi ha là bắt đầu người ta làm lại hết trơn rồi. Còn ở các quận khác thì mới thấy đường phố vỉa hè nó lởm chởm ổ gà không à. Thậm chí có cái khoảng trống của nắp cống nữa. Trời chạy quá trời. Người ta chạy mình chạy luôn. Bây giờ dừng lại là cũng không có chỗ dừng. Tại cái vỉa hè người ta cũng chạy lên luôn rồi. Mình dừng trên vỉa hè là cũng cản người ta đứng ngồi bị chửi luôn. Bây giờ tới Tết là coi như đường đông như thế này thôi, chỉ có qua Tết thôi. Ở đây cũng có nhiều người ta sinh sống quen cái vỉa hè này, như là cái mái che nhỏ nhỏ thôi, như một cái máy bơm xe. Đây là đường vô khu cảng Sài Gòn này. Tiện kẹt xe quá trời, giờ nhìn thấy luồng xe là thấy quải. Kẹt cứng luôn ha, chật cứng luôn ha. Không có một cái khoảng trống để mình qua đường luôn á. Nhìn xe cộ nối đuôi. Nhưng mà kẹt xe máy thì cũng đỡ, còn kẹt xe hơi là coi như là ngồi trên xe chịu trận luôn. Nhất là ai mà tay xe đó ha, ngồi khó chịu lắm. Kẹt xe người lái xe còn đỡ chứ người mà ngồi sau mà bị say xe là như cực hình, tra tấn.
Lâm TV là chuyên gia bị say xe, nên hiểu. Nên thật ra đi xe hơi thà để em lái, chứ ngồi sau hồi là mệt mỏi. Em lái không có bị, hồi đó người ta nói biết lái thì nó không có bị say xe. Nhưng mà sao đang đi biết lái rồi mà vẫn bị say xe, không hiểu. Giờ tới Lê Thánh Tôn mà chắc là như vậy không luôn á. Ở ngoài bến Bạch Đằng từ bữa giờ không có đi ra đó nữa. Bữa nay em đã đi thử rồi. Thà chạy chậm phía sau, cái luồng xe nó còn giãn ra, chạy lên theo sát cái luồng xe là khó chịu. Bây giờ đứng đợi là phải cỡ 7 giờ, 6 rưỡi 7 giờ thì mới giãn cái luồng xe ra được. Thôi chạy từ từ đi, cho người ta đi trước đi, đi theo ngoài mệt quá. Xe hơi chạy hai làn qua đây luôn. Do giờ này là giờ tan sở đó, người ta làm về hướng từ khu chế xuất từ quận 7 đổ về. Còn buổi sáng thì cái hướng từ quận 4 đi qua quận 7 đông đúc. Con đường này có hai luồng kẹt xe, một bên là kẹt buổi sáng, một bên là kẹt buổi chiều. Đây có showroom xe Jeep nè, rất là xịn nha. Chạy ráp cũng hăng quá, chạy cốt có mấy chục ngàn à, mà hăng rồ ga rồi lỡ da quẹt một cái. Cái vỉa hè ở trên, ôi ổ gà không luôn, thôi chạy mà không để ý là sụp xuống một cái là giật mình luôn, dướng lại tay á. Chúng ta có xe ráp mới nè, xe cũng VinFast, xe máy xanh, xe điện xanh xanh đó. Lên là xuống không dám xuống.
sau Tết. Con đường Nguyễn Tất Thành, Trịnh Minh Thế nó cũng như vậy ha. Ông Lê Tuy nhớ hồi xưa cỡ 10 năm trước thì cũng đâu có nó nổi kẹt dữ người ta. Bây giờ kẹt quá trời quá đất. Ở phía trước là xe Suzuki Sport, chiếc Sport giờ mắc tiền lắm nha, 100, 200, 300, 500 triệu chiếc là bình thường luôn á, nếu mà giấy tờ đầy đủ á. Ra một chiếc xe máy mà gần nửa tỷ luôn. Xe động cơ hai thì thôi ha. Tới đây là ngã ba, ô ngã tư đường Hoàng Diệu nữa ha. Ngồi đây có cái nhà mới xây mà trước không biết là công ty gì cho thuê, nay là trả mặt bằng à. Là khách sạn là đẹp luôn á, kẹt quá trời, kẹt xe quá trời luôn. Rồi, cái này là tư Hoàng Diệu, chúng ta đi thẳng qua bên kia là bến Bạch Đằng. Tới đây chắc dừng xe chợ xíu cho giãn giãn xíu, tôi chạy dí theo là ngồi kẹt xe hoài luôn. Và chờ một xíu nha. Mày đó, nếu mà đứng chờ là chờ hoài luôn, vài phút thôi để cái luồng xe qua bớt. Cái dãy nhà ở trên đường Nguyễn Tất Thành này thì không được sáng cho lắm, không hiểu vì sao ha. Ở đây người ta kinh doanh không được hết ta. Rồi cũng như con đường này đa phần là luồng xe chạy đó, nên người ta chỉ thích hợp mở văn phòng công ty hay gì thôi, chứ buôn bán đồ thì khó ha. Quán ăn đồ thì cũng khó, tại vì cái vỉa hè nó cũng nhỏ, xe thì đông. Đó, mấy bữa chúng ta đi tàu hai tầng đó. Đó là chạy tới cái khu này nè, chỗ bến tàu nè, cổng số 5 Nguyễn Tất Thành đó ha. Nhà hàng tàu nhiều lắm, nhiều nhà hàng tàu Bến Nghé rồi đó, nhà hàng tàu Elisa rồi đó. Đó, đây chúng ta chạy còn bên kia là Nguyễn Nhất, cầu Khánh Hội nè. Rồi, sẵn tới xíu qua tới bến Bạch Đằng đây. Rồi bến Bạch Đằng sau Tết nó đã đỡ rồi. Chứ quận 4 là
Con đường Nguyễn Tất Thành là coi như vẫn vậy ha. Ồ, xe hơi kẹt lên tới đây luôn là biết rồi đó. Ở trên đường chỉ có Vinam TV với xe hơi là chạy chậm nhất. Trời, nguyên luồng xe kìa. Ở chỗ này đi tới Lê Thánh Tôn là phải vòng dưới chân cầu Thủ Thiêm, chùa Trà. Xe buýt 2 tầng. Đa số người ta ngồi ở tầng trên thôi ha, tầng dưới không ai ngồi hết trơn á. Ngồi ngắm cảnh, ngắm cảnh kẹt xe. Xe điện VinFast VFE 34. Xe này hơi nhỏ, ngồi cảm giác hơi chật. Mà đa số xe giờ cái trần nó không có cao, cái trần thấp thấp không à. Vinam TV thì thích xe trần cao thôi. Bạn đồng nhỏ thì xe nào không có cái trần luôn không? Tại có cái trần thấp quá dễ bị xây xe. Mấy bữa mà đốt pháo bông ở đây người ta ngồi đắt hết trơn, không có chỗ đi luôn á. Hôm nay thì trống vắng ha, nhưng mà ở ngoài đường thì kẹt cứng. Đây nhìn hình ảnh bến Bạch Đằng đây. Giờ này còn sớm nên là cũng không có nhiều du khách. Với lại bến Bạch Đằng dạo này cũng vắng do là không có những cái xe bán hàng rong rồi đó, nên người ta cũng ít ra đây. Người ta thích ra đây ngồi rồi ăn uống, nhưng mà việc ăn uống nó không có đảm bảo vệ sinh, ăn xong mới để là một đống rác. Ở đâu cũng vậy ha, không có người này người kia. Rồi thôi, chắc cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Vài hình ảnh ở quận 4, đi con đường Nguyễn Tất Thành, chở anh chị đi trải nghiệm kẹt xe tới bến Bạch Đằng luôn. Thấy hình ảnh Sài Gòn qua Tết là nó như thế nào, có gì thay đổi không? Không ngờ sau bao năm vẫn vậy, xưa sau giờ vậy, hôm bữa anh sau giờ vậy. Rồi thôi, hẹn gặp lại anh chị trong những video clip lần sau ha. Nhân đây Vinam TV xin kính chúc tất cả của chú anh chị lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.
vô cái khu